Thưa quý vị, theo phản ánh của báo chí, cơ sở karaoke chống đồng tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khi làm việc với công an và ngành chức năng địa phương, chủ cơ sở karaoke chống đồng đã thừa nhận tối 22 tháng 5, rạng sáng 23 tháng 5, quản lý cơ sở có mở cửa để nhân viên của quán vào hát. Chủ cơ sở cũng thừa nhận đã lơ là trong quản lý, giám sát nhân viên nên xảy ra vi phạm quy định về phòng dịch COVID-19 Hôm nay 28 tháng 5, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có văn bản số 205 năm 2021 thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trống đồng. Quyết định số 205 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao thu hồi giấy phép kinh doanh cơ sở karaoke trống đồng tại khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ do bà Nguyễn Thị Tường Vân làm chủ, Lý do thu hồi giấy phép kinh doanh là cơ sở đã không tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của ban nhân dân tỉnh để phòng dịch COVID-19. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, bà Nguyễn Thị Tường Vân phối nộp giấy phép kinh doanh karaoke đã được cấp cho Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo quy định. Liên quan đến việc quán karaoke chống đồng hoạt động bất chấp lệnh cấm, ngày 26 tháng 5, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 4 cán bộ công chức có liên quan ở phường Phú Mỹ để xử lý.